Chào anh chị em và các bạn. Thưa với anh chị em và các bạn là trong buổi chiều ngày hôm qua với buổi tối thì nhóm tự doanh nhận được rất nhiều những cái câu hỏi của quý anh chị em và các bạn để lại ở phía dưới cái video phần comment. Mong muốn là chúng tôi làm những cái chủ đề này, chủ đề kia. Tuy vậy thì có một cái chủ đề rất là nóng mà rất nhiều anh chị em và các bạn phản hồi, đặc biệt là những anh chị em mà yêu thích cái nhóm tự doanh chứng khoán thì có cái phản hồi là tại sao thì chỉ cách đây khoảng tầm 1-2 phiên giao dịch trước cái ngày cái buổi họp của Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump thì nhóm tự doanh chứng khoán thì vẫn cho rằng là thị trường thì còn khá là e ngại, tức là có rất nhiều những cái tiêu cực ở phía trước. Thì thưa với anh chị em và các bạn là chúng tôi vẫn bảo toàn cái quan điểm, tức là vẫn duy trì cái đánh giá là nền kinh tế toàn cầu nói chung, nền kinh tế Việt Nam nói riêng thì về mặt chung và dài hạn thì cũng sẽ còn rất nhiều những cái điểm tối, nhiều những cái tiêu cực ở phía trước mà chúng ta còn chưa thực sự là nhìn thấy được. Bên cạnh đó nữa thì chiến tranh thương mại thì tạm thời mới chỉ được gác lại trong 90 phiên, tức là trong 90 ngày. Thì rõ ràng về chung và dài hạn thì thị trường tài chính thì vẫn có những cái điểm mà thực sự chúng ta cần phải cân nhắc khi mà giải ngân đầu tư cho một cái thời đoạn là nhiều hơn một năm hoặc là 6 tháng tới một năm. Tuy vậy thì trong cái câu chuyện là một cái thông tin liên quan và tích cực không chỉ tác động tới Việt Nam mà tác động đến toàn cầu, đó là câu chuyện là trên bàn đàm phán thì người Mỹ và người Trung Quốc thì có được một số tiếng nói chung. Điều đó thì rõ ràng là sau khi đàm phán thì nó sẽ ngay lập tức tác động tới tất cả các thị trường tài chính, không riêng gì Việt Nam, thị trường tài chính Nhật Bản, thị trường tài chính Mỹ, thị trường tài chính châu Á, nói chung châu Âu, châu Mỹ và Việt Nam. Vậy thì anh chị đưa ra rằng là sao không có một cái sự đồng nhất về mặt tư duy đánh giá? Xin thưa với anh chị em và các bạn là chúng tôi vẫn bảo toàn, vẫn đưa ra những cái đánh giá chung dài hạn là như vậy, không thay đổi. Thảm họa tài chính hay là những vấn đề rắc rối nó còn chưa thực sự là xuất hiện. Tuy vậy, ngắn hạn có những cái dịch chuyển trong cái thị trường, những đợt hồi phục, những tin tức tốt tác động chung tới nền kinh tế toàn cầu nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Những tác động ngắn hạn sẽ đem lại những cái đợt tăng giá nhất định thì rõ ràng chúng ta cần phải thay đổi để làm theo thị trường. Bên cạnh đó nữa thì có người cho rằng tại sao không nắm giữ liên tục cổ phiếu hoặc là giao dịch liên tục mà lại có phần dè chừng trong giai đoạn trước đó. Thì xin thưa với anh chị em và các bạn là không dè chừng cũng không được, bởi vì chúng ta không có khả năng nào để dự báo cái kết quả của cuộc gặp bên lề G20, vì là thị trường chúng ta đang dự báo tiêu cực về chung và dài hạn. Vì vậy chúng ta buộc phải đứng ngoài để tránh những cái rủi ro nếu có thể xảy ra. Và hơn ai hết thì chúng tôi hiểu được rằng là cái việc mà khi mà thị trường có tín hiệu tích cực rõ nét thì chúng ta hoàn toàn có thể nhanh tay, nhanh chóng và đã đưa ra những cái tín hiệu rất sớm cho quý anh chị em và các bạn có thể tham gia thị trường trong ngắn hạn. Không có ai có thể chắc chắn cái ngắn hạn này nó diễn ra bao lâu. Chúng tôi cũng chỉ có thể dự báo là có thể nó sẽ diễn ra từ 12 tới 15 phiên giao dịch sắp tới. Có thể trong cái khoảng 12 tới 15 đó nó vẫn sẽ có những cái nhịp điều chỉnh nhẹ từ 3 tới 5 phiên. Chuyện đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Vì vậy thì chúng ta đánh cược với cái xu hướng tăng giá trong một cái xu hướng chung về dài hạn và giảm giá thì thực sự nó là một cái trò chơi không vui một chút nào, và nó cần cái sự gọi là can đảm, cần một cái sự gọi là chấp nhận rủi ro nhất định. Nên chúng tôi không khuyến nghị chung, chúng tôi không đưa ra những cái khuyến nghị chung mang tính chất chung cổ phiếu này cổ phiếu kia. Chúng tôi chỉ đưa ra những cái nhận định. Thêm vào đó thì
luôn luôn có cơ hội, và trong những một số vấn đề, một số giai đoạn thì chúng ta hoàn toàn có thể để mất cơ hội chứ không để rủi ro làm mất tiền. Đặc biệt là những người, những anh chị em và các bạn là môi giới thì đã tham gia cái nghề này rồi thì thực tế là sẽ có rất nhiều những lý do kìm bước anh chị em và các bạn tham gia một cái nghề khác. Và vì vậy thì chúng ta hãy cố gắng giữ lấy tiền và coi tiền như là máu và sinh mạng của mình. Đừng có ẩu và đừng có vội vàng trong các cái giao dịch để chúng ta mất tiền, thay vì là tất cả mọi cơ hội đều mong là chúng ta có mặt. Chúng ta nên để mất cơ hội thay vì để mất tiền. Đó là lý do quan trọng nhất. Khi mà có những cái rủi ro, những cái vấn đề không thể dự báo được thì chúng tôi sẽ đứng ngoài. Chúng tôi có thể thông báo trước với quý chị em và các bạn thì chúng tôi sẽ tiếp tục đứng ngoài khi mà cuộc họp của Fed vào tháng 12 sắp tới diễn ra vào cuối tháng 12 là có nâng lãi suất hay không nâng lãi suất, thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đứng ngoài, đứng ngoài trong cái giai đoạn đó. Thì chúng ta chỉ dịch chuyển giao dịch trong khoảng nửa đầu 2/3 của tháng 12 thôi, tức là chúng tôi dự báo là từ 12 đến 15 phiên giao dịch kể từ đầu tháng 12. Một điểm thứ ba nữa là một số anh chị em và các bạn là có câu hỏi là đánh giá cái cổ phiếu nào suy giảm mạnh nhất trong cái đợt vừa qua mà mang tính chất cơ bản. Thì chúng tôi sử dụng cái bộ lọc của robot trên cái phần mềm của chúng tôi thiết lập, thì chúng tôi lọc ra được một số cái cổ phiếu cơ bản mà có cái sự ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của đợt chiến tranh thương mại, cũng như là giảm sâu và lâu trong giai đoạn vừa qua đang tạo đáy. Thì chúng tôi điểm qua cho quý anh chị em và các bạn một vài cái cổ phiếu như sau để quý anh chị em và các bạn dễ mường tượng và có thể là xem xét cân nhắc để đầu tư. Chúng tôi chỉ nói những cổ phiếu cơ bản, cổ phiếu đầu tiên cơ bản và có thanh khoản trên 1 triệu cổ phiếu một ngày thì chúng tôi mới đưa ra. Cổ phiếu đầu tiên chúng tôi muốn nhắc tới đó chính là cổ phiếu Hoa Sen Group. Đây là một trong những cổ phiếu ảnh hưởng của khủng hoảng rất là mạnh mẽ và giảm giá sâu nhất trong giai đoạn vừa qua. Cổ phiếu thứ hai chúng tôi muốn nhắc tới đó chính là cổ phiếu thứ hai chúng tôi muốn nhắc tới trong cái đợt suy giảm mạnh vừa qua, đó chính là Hòa Phát, Hoa Sen, Hòa Phát. Cổ phiếu thứ ba là cổ phiếu nào ạ? Chúng tôi đang tìm đây ạ, những cổ phiếu nào là những cổ phiếu cơ bản ạ. Cổ phiếu thứ ba chúng tôi muốn nhắc tới đó là cổ phiếu Bình Sơn, BSR. Cổ phiếu thứ tư chúng tôi muốn nhắc tới đó là cổ phiếu Hòa Bình, cũng là một trong những cái cổ phiếu cơ bản mà có đợt suy giảm vừa qua là rất là mạnh. Cổ phiếu thứ năm chúng tôi muốn nhắc tới đó là cổ phiếu OIL, OIL, cũng là một trong những cổ phiếu có cái đợt suy giảm rất là mạnh đang tạo đáy. Cổ phiếu thứ sáu chúng tôi muốn nhắc tới đó chính là cổ phiếu GTN, cũng là một trong những cổ phiếu giảm rất là mạnh trong đợt vừa qua. Cổ phiếu thứ bảy chúng tôi muốn nhắc tới đó là cổ phiếu Bacona, là một trong những cổ phiếu giảm rất mạnh trong đợt vừa qua. Cổ phiếu thứ tám chúng tôi muốn nhắc tới đó là cổ phiếu ASM, một trong những cổ phiếu cũng bị chịu ảnh hưởng và giảm rất mạnh trong cái đợt suy giảm vừa qua. Cổ phiếu thứ chín chúng tôi muốn nhắc tới đó chính là máy báo, là cổ phiếu Nam Kim. Và trong số những cổ phiếu chúng tôi vừa nhắc tới thì thưa với anh chị em và các bạn, chín cổ phiếu chúng tôi vừa nhắc tới thì có hai cổ phiếu đã tăng trần trong phiên ngày hôm qua, đó là cổ phiếu Hoa Sen và cổ phiếu Nam Kim đã tăng trần. Ngoài ra thì chúng ta cần phải lưu tâm tới các cổ phiếu ngành ngân hàng. Nếu hôm nay có một cái nhịp suy giảm nhẹ ở ngành ngân hàng, chúng ta hoàn toàn có thể xem xét, bởi vì ngành ngân hàng đang có những cái dấu hiệu tích cực trong cái dịch chuyển giá, và cũng là một trong những cổ phiếu giảm giá khá là nhiều đang tạo đáy trong giai đoạn vừa qua. Xin cảm ơn quý anh chị em và các bạn. Anh chị em và các bạn vui lòng để lại cái thông tin để tham gia cái nhóm để tham gia cái Zalo cùng với Tự Doanh ở cái link ở phía dưới, và vui lòng để lại like cho video này, cũng như đừng quên đăng ký kênh để có thể tiếp tục cập nhật những video tiếp theo.
Thân ái chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn. Chúc anh chị em và các bạn buổi sáng ngày 4 tháng 12 giao dịch đầy hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.